cháo hạt kê nấu cùng khoai lang khoai mỡ. Có rất nhiều lợi ích bổ phổi, ngọt dịu và dưỡng ẩm đặc biệt, cả nhà đều thích sử dụng. Ngâm một ít hạt kê trước. Cháo nấu theo cách này thơm và dẻo. Một củ khoai lang ruột vàng, gọt vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ. Gọt vỏ khoai mỡ và cắt thành lát mỏng. Cho kê, khoai mỡ, khoai lang vào nồi. Một số loại nấm trắng khác, cùng một số gia vị. Nấu khoảng 15 phút. Thêm một ít kỳ tử. Nấu trong khoảng 5 phút và nó đã sẵn sàng để sử dụng. Nó rất tốt cho phổi. Chúc các mẹ thành công!